Hello, Hồng Loan xin chào tất cả cô chú, anh chị, các bạn và các em thân mến. Bây giờ là ở nhà đang chuẩn bị cho cái buổi Mother's Day cho hai người mẹ trong nhà, đó là bà ngoại với lại Hồng Loan ha. Chia sẻ với quý vị một chút xíu về cái sinh hoạt của gia đình trong cái ngày Mother's Day nha. Rồi, bây giờ nha, bắt đầu để coi mình ăn món gì nha. Cái bên chỗ cũ steak thì là cá steak, làm nước sốt thần thánh à. Nước sốt thần thánh này ăn hao hao cơm hao bánh mì đúng không? Salad, bánh mì bơ tỏi. Con em này hơi bị lạc đường là em kim chi. Có người bạn làm mới lấy về cho nên muốn ăn thử. Cái xà lách hấp dẫn quá hả? Tiệc gì? Birthday. Birthday là của ai vậy hả? Mẹ với tôi. Ủa, Ok, đúng tiệc rồi. birthday rồi party day có ăn được không? Birthday ăn được không? Được hả? Ồ, vậy là tôi thuộc loại ăn chực. Trong pha để ăn luôn vậy ha. Ok, thank you. Hiếu nữa kìa, lại chưa Hiếu đi ăn. Ôi. Này cũng má đê đê nè. Sao đỡ, còn má đỡ. Bên đây cũng vậy, em con. Còn má đỡ bên đây. Rót rượu đi. Có sẵn nước lạnh rồi. Mà bên đời đây là mừng lắm, là ngay ngày mở cửa mà mới được ăn gì ngon rồi nha. Có ông ngoại có chúc bên đời đây hay là gì mấy người phụ nữ gì không? Thì chúc các người mẹ là lúc nào cũng mạnh khỏe để lo lắng cho mấy thằng cha. Mất đời đây lo cho phân đời đây. Mà phải có sức khỏe để lo cho father. Các mẹ hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt để lo cho các cha. Rót rượu đi để mình có chơi ăn rượu một cái đâu. Đó nè, rượu nè. Ông ngoại không ăn rượu được. Rượu uống tôi uống rượu uống chứ phải ăn uống rượu chứ phải ăn rượu uống rượu chứ phải ăn rượu rượu mà ăn hả? Còn đói bụng rồi. Xin mời. Rồi, mời cả nhà, mời cả nhà vô. Xin mời, mời cả nhà. Xin mời các mẹ. Trời. Lady first này trời. Có hai mẹ được góp trước ha. Hai mẹ. Lên ca cái bài nãy cho ngoại nghe đi. Mới đi đê ngoại đi. Ca cái bài nãy con mới ca đó. Ngoại thích quá. Đó con ca đi. Nó ca hay quá. Ngoại thích cái bài đó quá, con ca đi. Đầu ca tôi nghe coi trước khi tôi ăn rồi nha. Có văn nghệ phục vụ nha. Mở ca rồi. Rồi mời ông ngoại đi. Rồi không phải. Rồi vừa hát vừa ăn nha. Rồi để đó nó ca bài nhạc không có đê đê kìa. Cái bài nó hay quá à. Trời ơi, cái món cá của ba kìa, hấp dẫn dễ sợ luôn không? Đặc biệt hơn. Chế độ đặc biệt. Ghê. Chế độ đặc biệt. Uống đi, vô. Mở đồ ăn xuống. Happy Mother's Day nè. Lên, đi, Happy Mother's Day. Rồi con ca bài tặng cho ngoại với lại mẹ con đi. Rồi vô. Rồi xin mời. Trời ơi, bạn định đi xe thôi, ăn xong đi rồi ca ngọt quá. Đói bụng quá. Đó, ăn bánh mì này ngon quá. Nó bán nguyên cái ấy hả con? Dạ. Sẵn nguyên đó mà phải ăn ăn bánh mì tạt bơ tỏi. Rồi ăn mà có tình yêu đang
Anh Luân hả? Ai vậy? Luân. Bảo Happy Mother Day ngộ hả? Giỏi vậy. Men, không cho bà ngoại, em nói. Thank you. À, gì đó? Mùa Covid là tặng đồ ăn không? Con bé đang làm gì đó bé? Cái cảnh chưa? Cái cảnh của người đàn ông gương mẫu chưa? Nhiệm vụ cao cả chứ bộ. Linh nó nói đó đi rửa chén là waste water quá, để nước chảy rồi vậy đó. Chưa chắc ông ngoại ơi, chưa chắc 15 được đi làm nữa kìa. Bây giờ nó mở được một vài tiệm rồi, nhưng mà chỉ mở mấy tiểu bang khác thôi. Ở nhà cho con Hiếu nấu ăn, Hiếu kho cá kho tiêu rồi đó, chở bụi nó ngon. Hiếu ăn cá kho tộ rồi đó, Hiếu kho ngon lắm. Nghe quá ớm nè, nghe ớm bảo ớm. Luôn bụt sệ quá à, bữa nay bụt sệ hơn ba rồi đó. Nếu làm bánh bông lan của Nhật không có đồng ý chỉ nha. Thôi bây giờ nếu mà nó muốn đi lên khu bờ đi, mình bay lên Seattle cũng bay được. Meet them all way. Đi bay về. Nó bay dễ thì bà cũng đi. Bây giờ mà tính nè, mình quá. Một chuyến bay trung bình có 15-17 người thôi. Gia đình mình là một chiếc bay rồi đó. Dạ, mẹ biết không, một chiếc hãng máy bay nó chết tội quá. Trung bình đó, nó chia ra trung bình mỗi một chiếc máy bay là cứ có 17 người thôi. Trong vòng 2 tuần nữa nó không có tiền nó thay bàn bác sĩ hả? Đây có bà bạn thì từ Việt Nam về đây là ngày 25/3. Trên chiếc máy bay đó có 10 người hả con? Là tới Nhật. Rồi từ Nhật bay qua Mỹ có 8 người thôi. Ôi, biết tại sao là với máy bay nó tính 9.000 từ đây về Việt Nam rồi. Là đúng cộng mấy người khác nữa. Từ đây về Việt Nam đi tháng này nè, đi từng 9.000 mấy nè. Là sao vậy? Con biết tại sao không? Tại nên nó bắn tao nè. Này có bạn tới nhà chơi ha, sướng ha, Linh ha. Bao lâu rồi Linh? Bao lâu rồi nó nhập chơi với mình? Nghe tụt như là nó đỡ rồi. Nó nóng chết rồi. Mình nói gì nó thấp quá. Không, mà cô thấy an toàn đó con. Nó dễ thở hơn cái nè. Bà đi chợ đó, bà đeo gì đó, sao bà chụp hình. Tại vì thường là mình phải đeo kiến nữa, cho nên là nó khỏi đeo kiến. Cái này cũng còn chưa an toàn, có người đeo mình mặt mình bộ được người bị nhái á. Có cái ống thở mà sao luôn. Có cái ống thở rồi, cái ống thở nhưng mà thiên khẩu trang vô cái ống thở nè. Kỹ đến mức độ gì vậy? Ống thở là nó cắm nó vô như vậy thì nó mới chụp cái khẩu trang lên. Tại cái ống thở nó có
Vậy mà nó bệnh đó. Cuối cùng chai đó bệnh. Mà nóng rồi đỡ. Bình thường gió bên ấy gì nó tuyết rơi gì tụi mình mới xấu hổ quá. Hai tuần muốn bia mình đã nói cũng xỉu. Khỏi đâu cái bụng mình. Chia. 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 Có pho gì đó hả? Dạ. Nó kiếm này nó thử nó xong á. Ba nói tụi nó có. Nhưng mà nó khi mà nó có nó đâu nó chỉ cho những người ấy chứ. Tại cho những người giống như bác sĩ ta. Nhưng mà như vậy là những người có bệnh. Những người bị mình cũng vậy nè. Những người bị có bệnh. Những người già lớn với người bệnh. Nếu tốt nay được con tổng mừng quá. Có khách đầu vai xuống. Khách đầu vai xuống. Chấm ơn quay là khách có khách đầu vai. Nổi tiếng quá giờ ta ở vai xuống. Mặc áo gì em mặc áo hay quá mà áo ngược mặc trong á này mặc trong nè ừ lộn ngược lại ó vậy người ta mới hứng tóc đó vậy nó mới hứng tóc còn kia nó không có hứng. À. Nó không hứng. Cái chỗ xe thai nha. Hai tay hai. Từ ngày mà có mua này là Lộc không tốn tiền cắt tóc ở ngoài nữa đó. Lộc đâu có cắt ngoài đâu. Ờ vậy hả? Ờ. 3-4 năm nay rồi là Lộc cắt không. Công nhận Luân mặc á nó áo này vô giống dịch của anh Luân. Sợ. Ngộ lắm, lần mà hớt tóc xong là ai cũng giống Lộc rồi đó. Không với lại uống cái này đi, uống cái hand nail này đi ngon lắm, tốt lắm. Ở nhà nhưng mà không có chịu uống. Không chịu uống, thường xuyên, mỗi ngày phải uống. Cái gom mì dễ thấy mồ à. Trời ơi, hớt cho ba xong rồi hớt cho con luôn nè, sướng không? Chia sẻ với mọi người chút xíu sinh hoạt của gia đình trong cái ngày Mother's Day. Hôm nay thì ông bà ngoại có cái surprise đột xuất vui nha. Tại vì có gia đình của người anh kế của Hồng Loan xuống chơi gần 2 tháng rồi mới gặp lại nhau của quý vị. Xin rất cảm ơn quý vị đã cùng chia sẻ với Loan và Lộc. Và chúc tất cả chúng ta luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, nằm ấm bên gia đình thân yêu. Nhớ nhấn like, share and subscribe Bảo Quốc Hồng Loan Channel. Chào tạm biệt tất cả mọi người.